Mình xin chào các bạn nha. Sáng nay thì khi mà mình mở ứng dụng Zalo lên thì mình vô tình thấy một cái thông báo như thế này. Đó là bạn đang trong vùng thiên tai cần giúp đỡ. Và sẽ có hai mục để các bạn có thể điền vào, đó là tôi an toàn và tôi cần giúp đỡ. Thì các bạn đều biết là 2-3 ngày qua thì trên cả nước xảy ra cái tình trạng mưa lớn. Và rất nhiều nơi xảy ra cái tình trạng đó là sạt lở đất hay là ngập lụt. Và đặc biệt là những cái khu vực, ví dụ như là khu vực miền Trung mà nơi mình đang sinh sống, đặc biệt là khu vực miền núi, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó là sạt lở đất đá và ngập cục bộ, chia cắt một số nơi. Rất là may mắn vì chỗ của mình đang ở thì không xảy ra cái tình trạng đó. Tuy nhiên thì trong vòng bán kính 2 đến 3 km quanh cái chỗ mình ở thôi thì rất nhiều nơi là bị ngập. Nó chưa đến mức là ngập lên mái nhà giống như là những nơi khác, tuy nhiên thì nó cũng đã ngập toàn bộ cái phần đường đi. Và trong những ngày mưa đó thì hầu hết là những nơi mà bị ngập như thế thì sẽ không thể di chuyển hoặc là có thể là đi ra những vùng khác. Và ứng dụng Zalo này thì nó cho chúng ta một lựa chọn để các bạn có thể là lựa chọn việc là thông báo là các bạn đã an toàn hoặc là các bạn cần giúp đỡ ở trên cái ứng dụng Zalo này. Nếu như các bạn ở những vùng an toàn giống như của mình, đó có nghĩa là 2-3 ngày qua thì xảy ra mưa lớn nhưng mà các bạn không có vấn đề gì và cái nơi các bạn ở không xảy ra những cái vấn đề gì nghiêm trọng, ví dụ như là ngập lụt hay là sạt lở đất đá hoặc là những hiện tượng thời tiết cực đoan, thì các bạn có thể là kích vào cái phần đó là tôi an toàn. Và khi các bạn kích vào phần tôi an toàn như này thì nó sẽ cho chúng ta đến một cái phần bài đăng ở trên ứng dụng Zalo. Và lúc này thì các bạn thấy là nó sẽ có cái hình trái tim như này và nó sẽ có một cái dòng thông báo là tôi vẫn an toàn, hãy giữ liên lạc thường xuyên với tôi nhé. Và các bạn có thể là thêm những cái hình ảnh khác vào đây. Ví dụ như các bạn có thể chọn vào phần thêm ảnh, các bạn chụp cái hình ảnh nơi mà các bạn đang sinh sống vào đây và các bạn đăng lên, và các bạn đăng lên trên Zalo thì mọi người, bạn bè các bạn kết nối với tài khoản Zalo của các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng thông báo này và biết được là các bạn vẫn đang ở trong vùng an toàn. Các bạn có thể là tiến hành cái việc đó là đăng lên. Các bạn có thể là tiến hành cái việc đó là đăng lên trang cá nhân của các bạn. Ngược lại, nếu như các bạn đang ở trong cái vùng nguy hiểm và các bạn cần giúp đỡ thì các bạn sẽ chọn vào cái mục đó là tôi cần giúp đỡ. Và lúc này thì nó sẽ yêu cầu điện thoại các bạn cần phải bật tín hiệu GPS lên để xác định được vị trí của bạn đang ở đâu ở trên bản đồ. Và nó sẽ gửi trực tiếp cái vị trí của bạn đến Trung tâm Phòng chống thiên tai Việt Nam. Và đây chính là cái tài khoản Zalo chính thức của Trung tâm Phòng chống thiên tai Việt Nam. Và các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như là các bạn có thể là kết nối cứu hộ SOS, kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp trong trường hợp là các bạn, ví dụ như là các bạn như không may các bạn rơi vào cái vùng mà bị ngập lụt thì các bạn có thể là vào đây để kêu gọi cứu trợ SOS tín hiệu khẩn cấp, hoặc là các bạn có thể là phản ánh thiên tai, phản ánh và thông báo tới chính quyền, hoặc các bạn có thể là lựa chọn cái đường dây để liên hệ khẩn cấp và nhờ sự giúp đỡ. Và mình thấy là cái tính năng này cực kỳ là hữu ích trong trường hợp là các bạn không may rơi vào những cái vùng thời tiết nguy hiểm thì các bạn có thể là sử dụng cái tính năng này trên Zalo để kêu cứu và cũng như là phản ánh thiên tai và liên hệ khẩn cấp tới đường dây nóng để trong trường hợp mà không may xảy ra những cái vấn đề nguy hiểm tới tính mạng hoặc là tài sản của gia đình các bạn. Có thể là kết nối trực tiếp với cái tài khoản Zalo của Trung tâm Phòng chống thiên tai Việt Nam này để được trợ giúp và cũng như là hỗ trợ nha.